Hi, xin chào tất cả mọi người. Phước Sửu, Trang Đoàn, hai tụi mình có mặt tại một dự án khá đẹp tại quận 9 để giới thiệu cho quý chị một siêu phẩm của Khang Điền. Dự án tên gì là Trang Đoàn? Đó là dự án The Galaxia. Một dự án khá tuyệt vời, mang đến một cái phong cách gọi là tân cổ điển tại quận 9. Nói đến dự án này thì hầu hết tất cả những khách hàng tại khu đông đều biết sản phẩm này. Và một ngày hôm nay Phước Sửu và Trang Đoàn sẽ cùng với mọi người tham quan một cái sản phẩm thực tế tại dự án này. Rồi, xin mời mọi người đến với cái căn nhà mẫu. Trang Đoàn ơi, cho Phước Sửu hỏi sơ một tí xíu về cái dự án này á, Trang Đoàn. Thì Trang Đoàn biết đến dự án này lâu chưa và dự án này với tổng quy mô như thế nào? Dự án này mình đã mở bán vào năm 2022. Tháng 9 năm 2022 ha, thì dự án mình với quy mô là 4,3 hecta, 176 căn, trong đó thì mình có 20 căn nhà đặc biệt, căn gốc, và còn lại là 156 căn nhà phố liền kề. Và ngày hôm nay Phước Sửu và Trang Đoàn sẽ cùng đưa quý anh chị đi xem một siêu phẩm là căn gốc và ngay mặt tiền cổng của khu dân cư Khang Điền không cả nhà, với một cái tầm view cực kỳ tuyệt vời và một cái khuôn viên gọi là rất là xinh đẹp. Rất là xinh đẹp. Bây giờ mình vào bên trong với Trang Đoàn ạ. Thì đây là một mẫu nhà theo phong cách Indochine. Thì các bạn cũng nhìn thấy đó, mẫu thiết kế của cái căn nhà gốc này. Nhìn vô thấy rất là ấm áp. Tuyệt vời, rất là ấm áp không? Bởi vì với cái khung cảnh này á, thì một cái không khí gọi là rất là hài hòa, kết hợp và những cái đường nét tinh tế và kết hợp với thiên nhiên luôn. Như cái cách thiết kế của Khang Điền này thì tất cả hệ kính ở đây là hệ kính hết toàn bộ phong, nhìn ra phía bên ngoài nên tạo một cái không gian cực kỳ thoáng. Ở đây mình được mệnh danh là nhà cao cửa rộng. Thì các bạn thấy đó, cái cửa ở đây mình rất là thoáng bởi vì tất cả là đều là kính, và cái chiều cao của cái căn nhà của mình cũng vậy, tầng trệt này mình tới 3m8, rất là rộng. Rồi, nói sơ qua về cái diện tích này thì Trang Đoàn có thể giới thiệu cho anh chị khách hàng về những cái căn gốc, với những cái căn gốc mà hiện tại đang bàn giao thô tại dự án này thì diện tích như thế nào ạ? Hiện tại thì mình có một căn gốc G13 với diện tích hơn 200m2, khoảng 11 x 18 không chị? Đúng rồi, với cái diện tích đó thì mình tha hồ để mà thiết kế những cái mẫu nhà, những cái thiết kế bên trong nó rất là nhiều cái thiết kế để đẹp lung linh hơn. Rồi, bây giờ mình mời cameraman đi lên trước để mình xem cái không gian lầu 1 không Trang Đoàn? Đúng rồi. Ở đây là một cái thiết kế như Trang Đoàn nói là Indochine phải không? Ừ. Thì với cái phong cách thiết kế này thì một cái căn góc hai mặt tiền như vậy thì sẽ bố trí được khoảng là 4 phòng ngủ phòng Trang Đoàn? Đúng rồi, tùy theo cái gia đình mình có nhu cầu như thế nào. Nhưng với một cái căn một trệt 3 lầu thì mình có thể thiết kế 4-5 phòng ngủ tùy theo cái nhu cầu của gia đình mình ha. Một cái cách thiết kế khá đẹp, khá tinh tế. Ở đây chẳng khác nào là một căn biệt thự không? Với cái không gian sân vườn phía trước, phía sau. Và điều đặc biệt của cái căn góc này nó rất là hay đó Trang Đoàn. Mình có thể là mở cửa ra luôn để mình xem cái tầm view này như thế nào không Trang Đoàn? Được ạ. Wow. Phải nói là một thiết kế cực kỳ tinh tế, tân cổ điển với một cái vị trí khá đẹp và những cái tiện ích bên ngoài của dự án này. Với một cái hồ bơi rất là đẹp và cộng với lại với một cái clubhouse hiện tại là đang là nhà bán hàng phải không? Đúng rồi, sau này nó sẽ trở thành là nhà để cho cư dân hội họp này nọ. Clubhouse không Trang Đoàn? Đúng rồi ạ. Và mình có để ý là ở bên trên của nhà điều hành mình đó, để có một cái trực ca tennis. Quá tuyệt vời. Cái độ cao trần này á Trang Đoàn ạ, nó hơi khác so với những dự án khác, thì Trang Đoàn có thể là giới thiệu cho mọi người cái độ cao trần này. Với The Galaxia ở lầu 1 và lầu 2 mình là diện tích cao, tầng cao á là 3m4. Và đặc biệt một cái lầu trên cùng, lát nữa mình sẽ lên đó mình sẽ thấy có một độ cao rất cao. Rồi, không khác gì khách sạn 5 sao. Nơi đây là một cái không gian của nhà vệ sinh cực kỳ xịn sò với một cái bồn tắm lộ thiên luôn. Và tất cả những cái trang thiết bị vệ sinh ở đây được
sử dụng với một cái chất liệu và với một cái cách thiết kế rất là đẹp và của Holland, là một cái nhà thiết kế bậc nhất về trang thiết bị nội thất và hệ thống thiết bị vệ sinh. Những cái đường nét tinh tế và những cách thiết kế vuông bờ sát cọc, vuông bờ sát cạnh của khang điền tạo nên một kiến trúc cực kỳ độc lạ. Rồi bây giờ mình vào một cái gian phòng mà thứ hai phòng trang bạn. Đây là cái gian phòng, cái phòng làm việc. Trời, thực sự rất là mê cái văn phòng làm việc là này á trang bạn. Bởi vì khi mà ngồi vào đây thì mình giống như là mình cảm tưởng như mình cái level của mình nó nâng lên, con người mình nó phát lên một cái sự tinh tế, một cái gì đó gọi là đẳng cấp. Khi một cái cách thiết kế như vậy mà tại cái nhà của mình thì cũng có một phòng ăn và mình có thể là vừa làm việc vừa có thể là sinh sống nghỉ ngơi xong vừa làm việc không trang bạn. Rất là thoải mái khi mà mình về mà ở bên ngôi nhà có một cái không gian làm việc để mà mình tự tin hơn, thoải mái hơn. Quá tuyệt vời luôn. Mình cùng di chuyển lên cùng Caramel di chuyển lên tầng 2 ha. Tầng 2. Để mình bố trí xem bố trí của tầng 2 như thế nào. Đây là một cái lối kiến trúc cầu thang khá đẹp và được pha tông màu trắng cùng với đen. Cũng giống như ở đây là những cái vách, những cái tảng đá hoa cương thiết kế cho cái cầu thang này theo giống như là cái nốt đàn đó trang bạn. Mình cảm giác mình đi trên giống như cái nhịp là những cái đàn piano. Một không gian xanh rất xanh. Khi mà bước lên không gian tầng 2 thì chắc hẳn là mọi người cũng phải trầm trồ, đây không phải là một cái căn nhà phố gọi là nhà phố của khách sạn mà đây là một căn biệt thự với một cái không gian cực kỳ mát và cũng tương tự như cái tầng 1 thì nơi đây sẽ là một cái căn góc hay mặt tiền và một cái lồng view cực kỳ đẹp luôn không trang bạn. Thì mình có thể nhìn ra bên ngoài đó, nhưng mà nãy trang có nói sky tennis ở bên trên. Với một cái sky tennis thì phú sử và còn cũng cùng với mọi người quay lại cam để nên cảm nhận được cái dự án này có một sức hút cực kỳ tuyệt vời. Nhất định thì vì cần gian cần lộ thì dự án này có tối như vậy để thu hút quý vị khách hàng. Với cái căn này thì một cái căn góc 2 mặt tiền như vậy thì khoảng 4 phòng ngủ và một cái không gian ở tầng 3 nữa thì bắt đầu mình di chuyển lên tầng 3. Bởi vì hiện tại thì mình đã di chuyển được 2 tầng rồi và có đến 4 phòng ngủ theo 4 cái phòng khách khác nhau phòng ngủ trang bạn. Đúng rồi ạ. Và mình lên cái tầng trên cùng đây mình sẽ thấy một điều rất là khác biệt so với tất cả các dự án trước đây mà trang bán ha. Thì đây là cái tầng mà có độ cao tới 4,5 m. Một cái này nó giống như một cái đúp lết luôn rồi. Và cái kiến trúc thiết kế nó tinh tế lắm, nó hòa quyện với thiên nhiên. Ở đây để cây đàn thì quá tuyệt vời rồi. Không gian này chắc là không gian sử dụng chung khi mà phòng làm việc hay là chỉ có các tiệc BBQ hay là như thế nào không trai đoạn. Đúng rồi. Quá tuyệt vời luôn trai đoạn. Cảm giác như là mình sống lại được với là cái thời đam mê của mình. Không trai đoạn. Với cái chiều cao như thế này thì mình thấy rằng là cái nhà mình nhà cao cửa rộng là đúng cái câu nói mà Trang nói luôn đó, rất là cao đúng không ạ? Đúng rồi. Thêm một cái phong cách khá tuyệt vời của khang điền, nhà cao cửa rộng dành cho những cái người gọi là cộng đồng tính anh, chính xác, những cái người mà có những cái nguồn thu nhập và tương đối và muốn chọn được cho mình một cái sản phẩm mà siêu đẳng cấp để mình có thể là trở về hòa mình với thiên nhiên sau những cái giờ làm việc. Và đây là cái gian phòng thứ hai, tuy là một cái gian phòng gọi là giặt ủ thôi nhưng mà nó có phát lên một cái sự tinh tế, một cái sự hài hòa từng cái đường nét và từng những cái cách thiết kế của những cái gian phòng để đồ này không sang lại, rất là hợp lý cho cái một cái phòng để mình làm việc cho gia chủ. Đây là vô gian để giặt phơi ở ngoài, còn bên trong là thay đồ khô và thiết kế rất là tinh tế. Có toilet bên trên, cũng có thể ở đây cũng có thể thiết kế một cái phòng cho người giúp việc ở bên trên. Đó. Thì mình quay lại với dự án trang đoàn này thì hiện tại trang đoàn này có khoảng hơn 20 căn còn lại của dự án sẽ được tung ra bán cho vào dịp này. Đó, có một mức giá cực kỳ tuyệt vời thì cùng với một cái chính sách phải nói là bom tấn chưa từng có ở The Galaxy
và chính sách này bùng nổ trong tháng 8 năm nay, chỉ dành riêng cho tháng 8 năm nay. Ghê vậy hả? Bùng nổ luôn. Bùng nổ luôn. Đây là chính sách bơm phấn, gọi là chính sách bơm phấn. Thời điểm này chả có một cái dự án nào mà tung ra bán sản phẩm nhà phố trong thời điểm này. Và đặc biệt khi mà quý chị khách hàng mua sở hữu dự án này, sổ hồng từng căn. À đúng rồi, cầm tay từng căn và sang tên ngay. À, và đặc biệt có tất cả những cái ngân hàng mà quý vị có thể là hỗ trợ để vay luôn. Trang ơi, một cái dự án sổ hồng cầm tay như vậy, một mức giá cực kỳ hấp dẫn và một cái vị trí đắc địa như vậy mà chỉ có tại Khang Điền như vậy, thì chắc hẳn là với hơn 20 căn này chắc sẽ là sold out sớm luôn. Nếu quý vị mà cần thêm thông tin này, alo ngay cho Phước Sửu cùng với Trang Đoàn sẽ tư vấn và đưa quý vị đi xem tận nơi những cái căn mà nhà phố đang hiện hữu tại dự án Glacia Khang Điền, đem đến cho chị một cái sự trải nghiệm tuyệt vời khi cảm nhận cái dự án này nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở nhiều video sau.